anh rất là hân hạnh được tới grand opening hôm nay với của em, và rất là ngạc nhiên thấy mà Pearlnam Makeup. Thì anh mới ngạc nhiên là em đã biết cái nghề này bao nhiêu năm rồi mà tại sao em có một cái phục vụ mới cho trong cái tiệm nail của em. Mời em. Dạ, em trong cái ngành làm đẹp cũng được 16 năm rồi anh. Thì em cũng xuất thân, trước kia thì em xuất thân là một cử nhân kinh tế, nhưng mà em rất là yêu cái ngành làm đẹp, thành ra là cái này nó như kiểu cái đam mê của em á. Đam mê của em á, em mê lắm. Cho nên là mà khi mà em áp dụng, em thử làm cái ngành này trong cái tiệm nail của em thì em thấy rằng là phát triển quá mạnh. Thế thì em có nói với ông xã em là cho em thêm, khi mà anh mở tiệm cho em thêm để em có thể theo cái ngành này, theo đuổi cái đam mê của em được không? Thế thì anh ấy rất là chiều em, anh ấy tạo điều kiện cho em để em được thỏa mãn cái đam mê của mình. Mới đầu thì là chỉ có khách thôi, khách tới em làm thôi, nhưng sau này có nhiều người muốn theo em học nghề, tại vì là cái nghề này của em á thì không có tiếp xúc với hóa chất, mà em làm một bộ lông mày, ví dụ như một bộ nail mà làm chừng 1 tiếng đồng hồ, mà sản phẩm ví dụ ra thì có cao nhất thì cũng chỉ được 100 đồng hoặc hơn 100 đồng thôi, nhưng với 1 tiếng đồng hồ của em á, em có thể kiếm được 600 đồng. Em so sánh hai cái với nhau thì em thấy rằng là đây là một cái nghề rất là phát triển, mà thực sự cái nghề này ở Việt Nam thì nó phát triển rất là lâu rồi, nhưng mà ở bên Mỹ mình á thì về mới đầu microblading cỡ khoảng tầm gần chục năm nay thôi, nhưng mà em thì em không có làm microblading, em làm cái nó gọi là nano brow. Dạ, thì cái nano brow ấy á thì là em không có dùng dao cắt như kiểu như là như cái technique cũ, mà em dùng máy em chạy. Thì khi mà em chạy ở trên cái da người ta, em chỉ chạy trên cái bề mặt da người ta thôi, thành ra nó không có chảy máu, không bị sưng, không chảy máu, mà last còn long hơn cái microblading anh. Cách đây 5 năm rồi bắt đầu là em dạy học. Khi mà em dạy, em truyền đạt được lại cho các bạn đấy, thì em càng ngày em càng thấy yêu cái nghề này hơn, tại vì em giúp đỡ được rất nhiều bạn. Thì đứng kế bên anh thì với Ivy thì có một cô giáo viên cùng với Ivy. Thì em là, hồi xưa là em là học sinh của Ivy đúng không? Thì bây giờ em trở thành là trợ lý hay là cũng là một cô giáo để giảng dạy những người muốn biết thêm về Pearlnam Makeup. Thì hôm nay anh thấy là trong này nó có bao nhiêu, 3, 6, 12 cái ghế để mà vừa làm cho khách và vừa chỉ dạy cho những học viên. Mời em, Lily. Dạ, thì em cũng giống như chị Ivy thôi. Em với chị Ivy thì cũng có chung một cái đam mê là về permanent makeup, về làm đẹp. Nói chung là về tất cả những cái gì về làm đẹp thì em đều rất là thích. Em nói chung là em làm trong ngành làm đẹp thì cũng được 10 năm. Nhưng mà vô cái ngành permanent makeup thì cũng được 3 năm. Khi mà bắt đầu làm cái này thì em thấy rất là thích. Tại vì nó không có tiếp xúc với những cái chất độc hại, nhưng mà nó lại income của mình được cải thiện rất là cao. Thì cái cảm tưởng của em, Ivy and Long, khi mà em dự định mở một cái tiệm như thế này, thì cho anh biết là lý do và em mong muốn những cái tiệm em nó sự khác biệt như thế nào trong những cái tiệm nail khác của em. Cái trần nhà của bên tiệm em á là một cánh hoa sen. Đó, nếu mà anh thấy đây là một cánh hoa sen, và một cánh hoa sen này thì anh cũng biết rằng là hoa sen tượng trưng cho Việt Nam. Cái business của Long và Ivy cũng mang tên hoa sen luôn, đó gọi là Sen Brow. Thực ra thì không phải là bây giờ Ivy mới dùng sản phẩm của anh Sang, mà Ivy có rất là nhiều tiệm đã và đang dùng sản phẩm của anh. Thì đây là một trong những cái ghế mà anh mới ra, và Ivy cảm thấy rất, Ivy và Long cảm thấy rất là hân hạnh được anh cho là người sử dụng đầu tiên tại nước Mỹ. Đó, thì em cảm ơn anh rất rất nhiều. Anh đã luôn ủng hộ vợ chồng em và mang những cái sản phẩm tốt nhất tới cho em để em phục vụ khách hàng. Khi mà em có những question hoặc là em có những cái gì thắc mắc là em phải nói rằng là bên anh là rất là chu đáo.
cái đấy là cái mà em rất là ngưỡng mộ anh đã có một đội ngũ rất là hoàn hảo và mang tới cho em cảm giác thoải mái khi mà em cần tới anh luôn hỗ trợ. Những người bạn mà ta muốn học thêm về cái permanent makeup từ thành phố Columbus, Ohio hay những cái thành phố khác thì em có cho biết thêm về những cái thông tin để ta họ liên lạc với em hay là trên Facebook gì thì xin em cho biết thêm. Dạ. Khi các bạn mà muốn học về cái ngành phun xăm thẩm mỹ này ấy, thì các bạn có thể liên hệ qua trang Facebook của em là của công ty em là Sand Brow Pretty and Academy. Thì em có một đội ngũ tư vấn ở trên đó là luôn luôn túc trực 24/24. Dạ. Và nói chung là team em rất là nhiều người cho nên là bao giờ cũng có những cái câu trả lời khi các bạn ấy cần. Và đây là địa chỉ chính của em tại Columbus, Ohio. Và em cũng có travel team luôn. Thì thường thường là em đi những cái tiểu bang rất là nhiều người Việt như là Texas này, California và Atlanta là ba cái địa điểm chính là travel team của em đi. Thì em có những cái lớp chẳng hạn như là Nano Brow là một cái kỹ thuật mà mới nhất hiện nay ấy, khi mà em làm có nghĩa là không sưng, không chảy máu mà rất là nhanh mà last long. Đó thì và sau đó là em có những cái lớp về mí mắt, làm môi, phun môi và lashes. Yeah. Thì khi các bạn mà muốn liên hệ với cả team của bên em á, bên IV á, thì có thể liên hệ qua Sand Brow ở trên Facebook ạ. Thì chúc em và Lily luôn luôn thành công và rất là nhiều tiệm như vậy trong tương lai. Cảm ơn hai em. Dạ, cảm ơn.